8 giờ sáng nay chúng tôi từ Berice đi về Nam Che Baza với quãng đường khoảng 15-20 cây. Nhiệt độ bên ngoài vẫn đang rất là lạnh, khoảng âm 10 độ C. Hy vọng nay thời tiết đẹp để thuận tiện kết thúc sớm hành trình. Kinh khủng khiếp luôn, họ tải cái trên lưng, khả năng là cả 100 kg. Đây là 11 giờ trưa, tuyết vẫn còn đóng trên đường. Thì đây 2, 3, đấy, tuyết đóng trên đường đi, 11 giờ trưa. Ở điểm Tia Hao ở chỗ gần Nam Che, tôi gặp đoàn Việt Nam bắt đầu hành trình đi ABC. Đoàn này gồm 8 thành viên sao? Rất vui khi được gặp một thành viên Việt Nam tại Nepal. Một lần nữa, cảm ơn cho thuốc của anh, nếu không có thì cũng phải căng đấy. nên dùng. Cái phòng ngừa càng tốt. Chúc mừng các thành viên top 1 đã hoàn tất ngày chết thứ 10 cùng ABC. Hành trình từ Berice đến Nam Che Baza với tổng quãng đường là 20 km, chính xác là 19 chấm chuẩn luôn. Chúng tôi đã đến lúc 4 giờ, kết thúc hành trình tốt đẹp. Hôm nay trời nắng đẹp ở Nam Che Baza.